Theo lộ trình dừng vận hành hệ thống di động 2G mà Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, từ ngày 16 tháng 9, tất cả các nhà mạng diễn thông Việt Nam sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho những thiết bị dùng công nghệ di động 2G trên phạm vi đất liền. Trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị M2M hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà dàn DK.